Em muốn đưa con đi vườn thú nhá. Đây, xếp hàng đó, xếp hàng 4 hàng đây. Đây. Đây chúng ta có con phải đi vào sở thú Hà Nội nhá. Đây này. Cái này là khu chim này. Chim khu đà diểu này. Đây là khu hổ này. Đây đi, bây giờ đi sang cái khu hổ này trước đi. Đây, 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 khu hổ này. Vâng. Vâng. Đấy, con này có xem con công này này, con công này nhưng mà nó chưa múa, nó có đuôi này. Đấy, nhìn chưa, nhìn con công chưa? Con công con gà không? Nhưng mà chưa thấy nó mổ. Nó mổ, nó mổ, nó mổ, nó mổ, nó mổ, nó làm nó mổ. Chưa thấy nó mổ cái kia ra. À, chưa bỏ cái đuôi à? Nó chưa múa đúng không? Đây con công đực, còn đây con này con công cái. Cái con mà trông như con bẩn bẩn kia là con công cái. Đi, đi xem đây, đây, xem sư tử đâu này. Đây là con gà đây. Đấy, con thấy cái con gà chưa? Con đi xem. Anh kìa, anh cứ tự anh đi kìa. À, con công màu trắng này. Đi. Không phải là công Bạch Tạng mà là công Ấn Độ. Đây đi. Đây con vẹt to chưa? Đây này, nó đây này. Đấy, cái gì? Con nhìn đây này, đây nó đây các bạn. Đây này, nó đây. Đây này con ơi, đây này. Đâu anh đâu? Nè kìa, nhìn to chưa? Con vẹt to chưa? Con vẹt đây. Đấy là đà điểu. Nó to không con? Nó to không Vinh? Con đã nhìn thấy bao giờ chưa? Nó dài, dài, yên như các cụ. Con đã nhìn thấy bao giờ chưa? Bây giờ con đã nhìn thấy à? Con chỉ nhìn qua tivi thôi đúng không? Hãy đi tiếp bên này. Con thấy là nó có cái sư tử. Vâng. Cái sư tử đâu? Đây. Sư tử đó ta. Nó tấm người hết. Con gì bé tí đây? Chuột làng thế. Chuột à? Nó đáng yêu chưa? Con này nhỏ quá. Con này là chuột lang, con này là chuột lang, con này là chuột cảnh nhé. Con này tiền như lang, lang lang. Con này tiền như cái con chết rồi. Ôi. Nó tử. Nó
À, thế là trốn đi đâu rồi? Cà lôi nó nằm trong góc này kìa. Cà lôi chim. Nào. Gà vẹt này, con vẹt kìa, con vẹt bé con này. Ơ vẹt con. Con vẹt bé tí này. Lại có một con nữa kìa. Lại có một con chiếc kia nữa kìa. Đây này, có con này đây. Ôi, hết cả mình. Đây, con ngỗng kìa. Con sư tử, con xem sư tử. Sư tử đâu? Đi lúc rồi sẽ thấy. Con ngỗng này, con này ăn thịt rồi. Con này mà giết thì phải được mấy nồi ấy này. Quạc quạc quạc. Quạc 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 quạc. Đi, chúng ta về đi tiếp. Đấy, bắt đầu nó múa đuôi ấy. Con gà Tây. Con gà Tây. Con đại bàng kìa. Đại bàng như con này yên như đại bàng. Đấy, chúa, chúa tể bầu trời đấy. Đây là con vịt, đây là con vịt rời. Đây con này thì ra ngoài kia mua đây. Con này vịt rời kia mua đây. Đây, vịt trời đây. Là hổ với cắt đầu ở kia. Đây đây đi lấy này coi. Đây. Đi. Đi đã. À, đội mũ vào đi con. Đi lối này về kia đây. Đi tàu này, tí nữa quay lại.
Quay lại làm gì? Hả? À. Tàu điện nó đây này đấy. Tàu điện á. Đấy tàu điện đây. Tàu điện con cứ tưởng mò điện. Bố phải đọc tiếp. À, lên đi anh thích đi. Con thích đi bố à? Thế thích đi lên đây, đi lên đây, nè đi. Đấy, đi đi một vòng. Đội mũ lên. Anh đâu con ta? Anh vứt em về à? Anh đã vứt đâu? Anh bé em về. Nó bé đâu? Nhìn nó to quá. Nhìn nó to quá. Đi, cẩn thận nhé, không là rơi mũ là đấy đấy. Thôi cậy anh, bố con mình đi với nhau. Này, sân dương kìa. Anh cứ cắm đầu đi à? Đấy, con sân dương. Linh dương. Anh không thích nhìn em. Quê nó là con linh dương đấy. Linh dương. Đi rồi, đi tiếp thôi. Nhìn đẹp cái này, nó đẹp. Linh dương sừng kiếm ấy. Sừng. Con này cái con này em chụp nó hình như cái kiếm ấy nhỉ. Sừng kiếm luôn đấy. Quá đẹp luôn. Bọn kia bọn háo ăn kìa. Cái già kia người ta cho ăn rau luôn đấy. Hoãng này, dê này. Dê này, dê mà vẫn đi đánh chén ở Ninh Bình ấy này. Đấy. Đây là con gì đây? Con gì đây? Có mỗi một cái sừng đấy một cái. Đấy, đừng có đẩy em nhá. Nào đi. Đây con gì đây? Con cá, con ngựa, cá con gì đây? Không biết à? Bê. Yêu con ngựa bạch tạng kìa. Con này màu trắng. Không phải ngựa bạch tạng. Người ta gọi là ngựa trắng. Đâu mắt đỏ đâu. Đâu thấy đâu. Bố con này á, cái con ngựa. Ơ. Có vài con kìa bố. Vài con. Đấy, người ta đang lấy cỏ ở kia cho chúng ăn. Hiêu sao rồi. Sao ngựa này, chắc hổ bây giờ chắc nó nấu cao hết rồi. Không, từ nãy là chưa thấy hổ. Ngựa hở mông. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
mượn má đen có một con thì đấy nó đang đánh đu đấy. À. Đấy là con giả là tranh của ạ. Vâng. Cái con vàng cái con giả là tranh. Ở cái chỗ trượt kìa. Vâng, đánh đu đấy. Cái trượt thôi nó bám vào cái dây này bố ạ. Vâng. Đây là chỗ nhà kia, nhà voi kìa. Đây, voi nhìn voi chưa? Con nhìn thấy voi chưa? Em có nhìn voi chưa? Hả? Lần đầu tiên có nhìn thấy à? Vâng. Đúng rồi. Voi to ơi là hai bạn Xuân Vinh với Tiến Minh rất là háo hức. Bạn Tiến Minh thì đã từng đi vườn thú Hà Nội lần đầu năm bạn 1 tuổi cho nên bạn không thể nhớ nổi. Còn bạn Xuân Vinh thì lần đầu tiên năm nay là năm bạn 7 tuổi. Bạn học lớp 2 bắt đầu bạn đi thăm sở thú. Kia con hà mã. Cái con này im lặng đúng không ạ? Vâng, con này con hà mã. Con này rất là im lặng. Thú dữ không đến gần. Không thấy à? Không thấy, phải lên trên kia. Phải đi xem có cái đường lên, đi lên. Ai có đường lên thì lên trên có. Nhìn mãi không thấy hay là nó cao rồi. Bây giờ bọn nó chở thịt đi không biết giờ. Đây, nó đây này, đây nó đây này, đây này, nó đây này. Đây, đây, đây. Đây, 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 nó đây này. Đấy. Đây này, con đứng đây con nhìn, nhìn chưa? Đây, 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 nhìn đây này, nó ra này, nhìn chưa? Đây này, nó đây này, đây, nhìn đi chưa? Đây, đây này, đấy, thấy chưa? Đấy. Thấy bị xe chú tử mà. Đấy, con hổ ấy. Đây 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 đây. Đấy. Bên đây có à? À đây sư tử đây. Đây cũng có. Đây cũng có này, đây con này cái to này.
con này cũng to đẹp dai này, con này rẻ rẻ này. Đấy, con này là con này gọi là chú tể sơn lâm đẹp dai này, tóc dài này. Trai tóc dài nó sợ đi. Đấy. Đấy. Con có muốn trèo trèo vào trong à? Đã nhìn chưa? Đấy, nó đang xỉa răng kìa. Con gì đây? Ai bảo? Con gì? Con này là con mèo to, con mèo to. Mèo. Con mèo to. Con gì? Vâng, trên người ta ghi là hổ Amur, tức là hổ của ấy đấy. Đi. Ôi, nó. Đưa bộ cầm cho. Con này hơi đói ăn rồi. Đi. Hổ Bengal, con kia là con hổ Siberi, hổ này hổ Ấn Độ. Vâng. Con này là hổ Đông Dương. Kia cũng là hổ. Vâng. Hổ Đông Dương, hổ con biết rồi. Con này mà nhìn thấy ngoài ấy, chạy nó dép. Con này mèo mà. Thấy cái đuôi, là biết rồi. Nó nguy hiểm lắm, con này nó ăn thịt mình luôn đấy. Ăn đi. Ô, nó đùa con. Nó đùa con. Con có ngựa gấu ở làm con gấu ngựa. Gấu nhựa bên kia kìa, gấu nhựa người ta nhốt hết. Đấy là nó bị nhốt nhưng bây giờ một con mà sổng ra cả cái vườn thú này có mà tất cả đều chạy hết. Ai có lối đi lên này, đây đi lên đây. Cú trên này thì rất là chill nhưng mà chả nhìn thấy cái gì cả. Con có nhìn thấy gì không? Có chú vừa ra vứt thức ăn cho hổ kìa. Đó làm gì có. Cái kia thức ăn. Ui thì nhìn nhiều nhiều thịt chưa? Nó ra nó bớt rồi.
thịt cả cân đi kìa. Toàn thịt bò đấy. Đấy đi. Tí nữa nó ra nó ăn. Có dám nhìn chỗ này à? Đi lên nó có 5 can được mà. Nó có đâu? Can thì ngã là sao? Nó có đâu? Nó đi. Khăn nước không? Có ạ. Tí nữa đi, khăn nước tí nữa uống. Khăn nước lắm. Khăn nước mà để tí nữa. Đây, ngồi đây. Ngồi đây có quạt này. Đây, các đồng chí ơi. Các bạn ơi, là đi qua đây. À, đi nhanh qua đây cho nó nắng nào. Đây, chỗ này là chỗ em đi bơi thuyền trên thảo cầm viên đây. Nhanh qua. Không chóng, đi bên này, đi bên này. Đấy, khách sạn Dai U ngày xưa to thế bây giờ trông bé chưa? Đá tí bé tẹo. Hai con vịt. Đi có này Vinh ơi. Đã đi. Cá sấu này. Thế nha, con này mà nhìn thấy ngoài tự nhiên là phải chạy nhá. Con này nguy hiểm lắm nhá. Con này đuôi giả, chân giả. Nó há mồm nó đập cho cái là mệt đấy. Đi. À, tiếng Anh đi. Rồi, ok. À, bên này toàn nuôi cá sấu à? Con này. Không phải alligator. Cái kia nào. Lấy lại mà xem. Này cầm lấy cho bố chai nước đây này. Đi xuống đây. Nhảy xuống. Để cho bố đang làm việc. Con mình ra đây. Cái này gọi là cái gì biết không? Nó gọi là to he đây. À, đi tiếp nào. Đấy, đứng bên này nhìn thấy con voi rõ chưa? Dạ. Đứng bên này nhìn thấy con voi bên kia rõ chưa? Đi. Khỉ nhiều chưa? Đây, khỉ đuôi dài.
của Khương này. Gọi khỉ anh Vinh kìa. Có đứng được chứ. Vâng, khỉ bò như mèo. Khỉ bò như mèo thì gọi là con mèo khỉ đi. Con đó là kia ấy, thì là cái con này biết trèo. Con này. Con voi kia là bị xích chân ở chỗ kia cho nó không đi, chứ không nó sẽ đi khắp nơi. Đi. Ăn cả bông đi. Hãy đi lên này. Đi. Đuôi nó ngắn. Dạ, con này đuôi nó ngắn. Vâng. Dạ. Để khác nhau thì khỉ nó có nhiều loại. Đuôi ngắn, con đuôi dài. Khỉ đuôi ngắn này, khỉ đuôi dài. Có con to, con bé. Này, con khỉ công. Ha. Đấy là khỉ đột. Khỉ đột không có khỉ đột à? Khỉ đột thôi, kinh công là tên của nó luôn. Khỉ đột là kinh công. Không có khỉ đột à? Có. Kinh công là tên. Nhưng mà con thấy khỉ đột nào đâu? Thì tên của con đấy là tên là kinh công thôi. Khỉ đột đâu? Khỉ đột là con gì? Khỉ đột là cái con gì? Ô lại là cái con gì đấy? Đây con này là con... Khỉ đen này. Con này cũng là một con vượn tay dài này là con vượn. Chẳng sao cũng nhanh. Con tay dài này là con vượn. Con này. Ừ, con này có khi giống kiểu vọc nhưng mà nó khăm. Con này không được đẹp dài lắm đúng không? Con này cũng là vượn đen mà trắng. Con tay dài là con vượn. Con này có đường trên nỗi đâu. Đang ăn đấy. Vượt không sao như thế, vượt sao mặt nó phải khác chứ. Mặt nó phải khác của vượt chứ. À, đưa cà mớt đây. Con kia đang chờ.
con phải nhìn nó rồi con ngắm. Chui vào cái quả bóng kia sao thì người ta đẩy dưới nước lăn như cu queo rồi. Đo lên trước mà đo được không? Thế là các bạn đã đi hết một vòng công viên rồi. Chỗ này là chỗ chuẩn bị vòng ra. Ở đây rất là nhiều khỉ, khu phía bên đảo bên này rất là nhiều khỉ, toàn khỉ thôi. Ăn xúc xích vào để đừng ruột bỏ mẹ đi. Ô, là có con nữa kìa bố, cái con màu đen kìa. Vâng, con này vẫn là khỉ. Đây, con này là khỉ mặt đỏ đít đỏ. Ra đây. Vâng, chưa bao giờ nhìn thấy con này luôn đúng không? Hơi bị là ra cái đảo. Đảo này đảo khí. Đảo khí. Vẫn là khỉ. Đây, khỉ vàng bên kia cũng có rồi. Con thì vàng, con thì mặt đỏ. Đi. Nào, chúng ta qua cầu rồi. Đến đây buổi tham quan của chúng ta cơ bản là kết thúc rồi. Đi lưới này con trượt chân. Đi. Đi. Đây là cầu hoa. Bong bóng nước này. Bóng nước ấy chui trong đấy sao rồi là cứ chạy ở trong đấy, con có thích chui đấy không? Không à? Vui chơi bóng nước. Đây
Đài Quạt Công. Xem này, vào xem. Con gì trước con này, con gì? Con gì, con gì đây? Đây, nhảy tưng tăng tưng tăng tưng tăng như à, con mệt quá à? Đi hả? Con mệt á? À thế con ngồi đây một tí cho nào, ngồi đây tí bố xem, ngồi đây ngồi đây một tí đi, ngồi một tí đi. Đi. Thích vào nhà gương không? Đây. Đây. Nhà gương kỳ lạ. Gương bèo tròn, gương béo. Đấy, đi cẩn thận nào, nào đấy đi theo. Đây đi. Nhưng mà không có thấy có gương tròn gương méo nhỉ? Đây. Đấy, thế con đi con vừa đi con vừa tìm đường đi. Anh đâu? Anh đây này. Vinh. Đấy. Các bạn đi vào nhà gương ấy, vào nhà gương này đưa bố cầm cho nào. Đấy, cầm chai nước nhá. Đấy. Đây, nhìn đây nào. Nhìn đây, anh nhìn đây chưa, nhìn cái mặt này, ra đây. Đây, nhà nhìn mặt luôn này. Cô nhìn vào mặt đất. Đây, nhìn này, đây nhá, nhìn này, mình có thể nhìn xem. Đây, nhìn đây, cái quần dài chưa? Cái quần dài chưa? Đây. Đây. Sao ra ra được tí đi kìa. Lột này. Đó rồi, ok. Sao ra được tí đấy. Đó rồi, hai bạn đó rồi. Đây, cái mũ dài này. Sao mình à? Cái quần này. Đấy. Đấy, đi ra đây soi nhìn thế nào, nhìn đứng ra đây, đứng ở giữa nhìn thế nào. Đứng ở đây thế nào, nhìn thế nào. Đấy, cái quần dài chưa? Đây, cái quần dưới này dài chưa? Đấy, nhìn quần của bố dài chưa? Cái này béo. Này, quay nhìn được. À, đi tiếp nào. Xô vào gương như thế nào. Nhìn xuống dưới đất mà đi. Không xác định được đường thì phải nhìn đất.
Thân Vinh đâu? Đấy, thế là hết nhà Hương. Ok, đi tiếp nào. Nhà Hương kỳ lạ thật đấy. Nhà Hương kỳ lạ thật đấy à? Vâng. Đi mãi gần đâm và đâm một cửa. Nhiều người thật. Phải đi đâm cửa. Nhiều người quá. À đi. Nhiều người thật. Thôi chúng ta đi ngó con công đấy cái rồi chúng ta đi ra nào. Hai đứa mày đưa uống đi không? Cái con công mà cái đuôi mà nó màu thế này ấy là con công đực. Còn cái con công mà nó xấu xấu ấy là con công cái. Con đi tàu lượn xấu to không? Hả? Ủa đi tàu lượn này này cho anh tít không? Thôi đi ra. Đây là chương trình công viên hôm nay tạm thời kết thúc. Rồi ba vòng là hết rồi. Ôi, xin chào công viên Thủ Lệ. Hôm nay chương trình vui chơi giải trí công viên Thủ Lệ kết thúc nhà bạn Vinh nhá. Xin chào các bạn, hôm nay ba anh em nhà Vinh đã kết thúc chương trình đi tham quan công viên Thủ Lệ. Hẹn các bạn vào cái video tiếp theo. Công viên Thủ Lệ hẹn gặp lại.